Này cơm từ thiện nè bà con. Còn cái này là củ cải mạnh. Hồi hôm qua chiều á có nhận được cái tin buồn, mà cái nỗi buồn đó nó cũng cũng đeo dứt, nó đeo trong lòng tôi cũng từ khi nhận tin tới giờ, tới sáng nay vẫn thấy buồn. Tin buồn là vì có một bà chị cũng trong cái hội từ thiện ở dưới Cần Thơ, chỉ mất vì bệnh Covid. Cái duyên nợ của tôi là việc tôi đi làm từ thiện này cũng do chị gửi quà tặng lên cho tôi, rồi nhờ tôi đi phát quà cho bà con đó. Từ đó tới bây giờ là tôi dính vô công tác từ thiện này luôn, mà bây giờ nghe tin chỉ mất thấy trong lòng buồn lắm. Đúng là đời người mà sống chết không biết ngày nào, thì cũng cầu mong cho chị ra đi bình yên. Nghe nói anh chồng của chị cũng bị Covid, cầu mong cho anh sớm bình phục. Cơm từ thiện nè bà con. Còn cái này là củ cải mạnh. Cái tin mới của cải mạnh. Củ cải mạnh chỉ đang làm củ cải mạnh đó là có. Lấy củ cải mặn luôn nè ông. Nó cho củ cải mặn nè. Lấy làm gì anh? Ở đây thì anh chị cho cơm mỗi ngày. Và tôi cũng xuống đây lấy mỗi ngày. Mỗi ngày tôi lấy 50 hộp. Nghe tin chị mất, cũng buồn lắm chị ba. Thì biết sao bây giờ, trời kêu ai nấy dạ. Tôi đi thì mấy hôm tôi đi thì tôi cũng cũng ngại lắm, nhưng mà giúp được bà con thì còn giúp được bà con thì tôi cứ giúp. Chị cũng nhờ chị mà tôi bắt đầu làm việc từ thiện này. Làm thì cũng vui, mà thấy bà con ăn cơm thì mình trong lòng mình cũng vui nữa. Tại vì cái thời buổi khó khăn này có được miếng cơm là cũng quý lắm. Đi trong làng thì mới thấy dân mình sống cũng cực khổ, cũng đói ăn. Chị ba chị truyền cho tôi cái cảm hứng đi làm từ thiện. Bây giờ chị mất rồi thì tôi cũng tiếp tục làm. Có củ cải mặn là lấy củ cải mặn. Thì tôi thì còn sức lực, còn tiền bao nhiêu thì tôi làm bao nhiêu.
tôi buồn quá chị bà ơi, nghe chị mắc tôi buồn, trong lòng nó cũng hơi sốn. Ở đây để cho cú cái mạnh. Tôi mỗi ngày tôi xuống đây tôi lấy cơm để đem cho bà con, cũng không biết làm được còn được mấy ngày nữa. Thì ngày nào làm được thì hay ngày nấy thôi. Với cháu chị nó gọi điện cho tôi là nói nó sẽ cho 50 phần gạo nữa, 50 phần quà từ thiện để tôi đi phát. Để phát tôi đang tính không biết phát cho ở đâu, chỗ nào. Nhưng đây thì cũng làm cái clip này để tưởng nhớ tới chị ba, chị Thu Ba ở Cần Thơ. Một người chị trong hội từ thiện ở dưới Cần Thơ đó. Chị vừa mất do bị bệnh Covid. Rất là cảm ơn chị và gia đình thân quyến đã giúp đỡ cho bà con nghèo ở Tuy Phong này. Tôi nghe tin chị mất tôi cũng bàng hoàng lắm. Rồi nghe nói anh cũng bị bệnh Covid, nhưng mà anh thì khỏe, anh thì trong quá trình hồi phục, còn chị thì mất rồi. Tôi bàng hoàng từ ngày hôm qua khi mà cháu chị nó gọi điện cho tôi. Cuộc đời, cuộc sống nó mong manh vậy, mới thấy đó là mất đó. Chúc chị ra đi. Anh theo người về nơi xứ lạ, bỏ em một mình trên bến vắng đời mong. Gặp trưởng con cái chiều qua bên sông hiu hắt bóng con đò, vắng vẳng câu hò đều buồn khúc hát tương tư. Cũng bên sông này ngày nào hai đứa, anh hứa yêu em nhiều nay quên mất đành sao. Nhìn dòng sông buông trôi thương sao đám lúc bình, theo con hoài à, chán ghê nha. Con nhỏ này nè bà con, con nhỏ này nè, nó xin ăn dữ dằn luôn nè. Nó xin ăn, nó đâu phải ngồi như người ta, nó còn thiều nữa, thiều làm cho biết nữa. Cái mặt nó nhìn nè đó, không hổ chưa. Nhìn đây nè, nhìn thẳng đây. Hôm nay đi phát ở Tà On. Bữa nay có dưa đu đủ, có củ cải mặn, có trái cây, rồi có cơm luôn. Cái này là ấp An Lợi, nó là Nam Di, nó là chi kê dưới.
tên Việt Nam là tên ấp An Lợi. Vô bay hôm ấy ta, vô bay vậy. Lấy tập tia mấy tia vô bí á. À. Anh theo người về. Này vô bay. Lấy cơm không? Ra lấy nè. Ủa con ở đây mấy người? Có ăn củ cải mặn không? Biết ăn củ cải mặn không? Nguyên sao rồi? Khỏe chưa? Khỏe à, hả? Nè. Cái gì hai cái? Lấy cơm hai cái hả? Cái hộp đó lấy luôn đi cho rồi đi nè. Mấy thằng này thiệt tình rồi quý. Nè lấy cái này đỡ đi nè. Cái chừng đổ. Rồi lấy trái cây đây nè. Vô cục hốt bán nó cùng vô trên. Nè. Ủa sao mình có bột mình lui vậy, có tiền không? Có tiền trả tiền cơm đi. Rồi. Lấy không? Đứa nào lấy là phải mang nè. Không kìa.